Hồng Lan và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Như thường lệ, chương trình phát sóng vào sáng thứ sáu hàng tuần sẽ gửi đến quý vị những thông tin xoay quanh về các sự kiện triển lãm đặc sắc. Đặc biệt, chương trình hôm nay cũng sẽ giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về một số chương trình khuyến mãi hấp dẫn đang được áp dụng. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhằm tri ân khách hàng và chào mừng sự kiện khai trương văn phòng du lịch tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, công ty Bến Thành Tourist tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi 30 tuổi vàng, hàng ngàn ưu đãi, giảm sốc lên tới 50% giá của một số tour Tết. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội mà quý khán giả không thể bỏ qua để có một chuyến du lịch thú vị trong dịp đón năm mới. Cụ thể, những khách hàng đầu tiên đến giao dịch trực tiếp tại văn phòng du lịch Bến Thành Tourist tại địa chỉ 68 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng, săn tour Tết giảm giá lên đến 50% với mức giảm tối đa 30 triệu đồng một tour. Chương trình ưu đãi 30 tuổi vàng, hàng ngàn ưu đãi sẽ bao gồm các tour du lịch hấp dẫn như đón Tết tại châu Âu, hành trình Pháp, Đức, Áo trong 8 ngày với giá chỉ từ 30,9 triệu đồng, tour Nhật Bản 6 ngày từ 22,99 triệu đồng hay tour liên tuyến Singapore-Malaysia 6 ngày có giá từ 7,99 triệu đồng. Đặc biệt, tour hành hương viếng 10 kiển chùa 2 ngày sẽ có giá chỉ từ 795.000 đồng. Ngoài ra, một sản phẩm du lịch mới được ra mắt là chùm tour hành hương về miền đất Thánh cũng sẽ giảm giá lên đến 6 triệu đồng. Trong dịp này, hàng loạt voucher giảm giá tour Thái Lan cũng sẽ được Bến Thành Tourist tặng đến khách hàng. Bên cạnh đó là rất nhiều phần quà du lịch tiện ích và chất lượng cũng đã được chuẩn bị để đảm bảo 100% khách hàng đều trúng thưởng khi tham gia chương trình. Trong năm 2019, Bến Thành Tourist đã liên tục đưa vào khai trương, làm mới lại diện mạo hàng loạt các chi nhánh văn phòng du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trên cả nước để phục vụ du lịch tiện ích cho quý khán giả. Sự kiện khai trương lần này cũng là một phần trong chuỗi hoạt động nhằm tạo dấu ấn chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty. Với phương châm bạn của mọi nhà, Co-op Mart luôn có những chương trình được thiết kế dành riêng cho nhiều nhóm khách hàng. Mới đây nhất, Co-op Mart đã lần đầu tiên tổ chức chương trình khuyến mãi dành cho những người chưa tìm thấy một nửa của mình với tên gọi Lễ Độc Thân 11 tháng 11, Săn Điêu Chẳng Phân Vân. Lễ Độc Thân 11 tháng 1, Săn Điêu Chẳng Phân Vân được tổ chức đúng vào ngày 11 tháng 1. Theo đó, có hàng chục combo hóa mỹ phẩm, thực phẩm, thời trang sẽ được giảm giá lên đến 30%. Khi đến với dân FA, sản phẩm sẽ được bán đồng giá 111.000 đồng như combo Nivea Men Deep bao gồm sữa rửa mặt và lăn khử mùi, combo sữa tắm Hazeline và sữa rửa mặt Pond's hay combo bao gồm trà xanh Hương Lai Phúc Long, Nescafe Cà Phê Việt và Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên. Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, tại Co-op Mart cũng sẽ diễn ra chương trình Giờ Vàng Giá Như Ý. Trong khung giờ từ 8 giờ đến 10 giờ và 16 giờ đến 18 giờ, quý vị khán giả sẽ được mua một số sản phẩm với giá cực ưu đãi như mì Yun Cay chỉ còn 9.200 đồng một gói hay nước gạo Embrace New 500ml có giá 22.000 đồng một chai. Cũng trong thời gian này, khi mua sắm trong khu tự chọn với giá trị hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên, quý vị khán giả sẽ được tham gia chương trình mua một tặng một sản phẩm cùng loại. Các sản phẩm góp mặt trong chương trình sẽ là những mặt hàng thiết yếu như hạt nêm, nước giặt xả, chăn trap, gối nệm hay thời trang may mặc. Nếu quý vị khán giả nào là người yêu nghệ thuật thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua triển lãm tác phẩm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu châu Á đang được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Triển lãm là nơi giới thiệu với người xem hơn 80 tác phẩm mỹ thuật xuất sắc của 27 tác giả ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 8 nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Triển lãm tập trung vào thực hành hội họa đa dạng và độc đáo ở khu vực châu Á, với mục tiêu sẽ thực hiện định kỳ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2019. Có rất là nhiều cái bức tranh của rất nhiều nước và mình nghĩ là cái văn hóa của châu Á và rất nhiều nước đang
các nghệ sĩ Việt Nam sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau, bao gồm cả sắp đặt điêu khắc và tranh, trong khi 19 gương mặt tiêu biểu của nghệ sĩ nước ngoài chủ yếu giới thiệu các tác phẩm tranh. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á được các nghệ sĩ gây dấu ấn bằng những tác phẩm hội họa đương đại rất thú vị, phá cách khi sử dụng sơn mài và lụa làm chất liệu. Tại triển lãm, người xem còn được thưởng lãm nhiều tác phẩm của lớp nghệ sĩ kế cận, được đánh giá là những gương mặt đại diện cho nền nghệ thuật của mỗi quốc gia trong tương lai như NGB Malaysia, Jun Ogata Nhật Bản, Chan Sa-lok Hồng Kông Trung Quốc. Đây cũng là dịp để công chúng yêu nghệ thuật có thể tiếp cận với các tác phẩm hội họa, điêu khắc tiêu biểu xuất sắc cùng những phong cách nghệ thuật và văn hóa phong phú, đa dạng, độc đáo, đặc sắc của nghệ sĩ châu Á. Triển lãm sẽ tiếp tục được diễn ra từ nay đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2019. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt, trong tuần lễ chào mừng liên hoan phim, 30 phim truyện điện ảnh Việt Nam mới sản xuất cũng sẽ được công chiếu miễn phí cho khán giả tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 30 tác phẩm phim truyện tiêu biểu tham gia liên hoan ở hai chương trình phim dự thi và phim toàn cảnh sẽ được chiếu miễn phí trong khuôn khổ tuần phim. Có thể kể đến một số bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong thời gian qua như Người Bất Tử, Tháng Năm Rực Rỡ, Anh Thầy Ngôi Sao, Lật Mặt Nhà Có Khách, Hai Phượng hay Trạng Quỳnh. Ngoài các tác phẩm phim truyện, liên hoan năm nay còn có sự tham dự của 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học và 20 phim hoạt hình. Ghi nhận tại rạp đi cine Bến Thành, trong ngày đầu tiên, bộ phim Thạch Thảo đã thu hút rất đông khán giả đến rạp. Rất là thích xem phim Việt Nam. Có những lúc thì khi chiếu phim ra thì em lại không đi xem được. Có những lúc có thời gian thì phim lại không ra, cho nên là có những liên hoan như vậy thì em sẽ có thời gian và em có thể sắp tới thời gian để đi xem. Trình chiếu lại những cái bộ phim điện ảnh Việt Nam mà đã từng công chiếu rồi thì mấy bạn có cơ hội có thể xem lại thêm một lần nữa. Biết được nhiều phim điện ảnh Việt Nam phát triển tới mức nào. Tuần phim chào mừng liên hoan phim Việt Nam sẽ kéo dài từ nay đến ngày 12 tháng 11 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Quý khán giả có thể nhận vé xem miễn phí ở Trung tâm Chiếu Phim Quốc gia tại Hà Nội và rạp đi cine Bến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi bộ phim sẽ được trình chiếu một lần trong tuần phim và mỗi khán giả sẽ được tặng tối đa 2 vé. Thưa quý vị khán giả, cua là một loại thực phẩm rất là quen thuộc, giàu dinh dưỡng và có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon trong bữa cơm của gia đình. Vì vậy mà trong mắt nhỏ ngày hôm nay, Mua Gì Ở Đâu sẽ giúp quý vị bổ sung thêm một công thức mới làm phong phú hơn cho thực đơn hàng ngày của mình với nguyên liệu kể trên. Ngay sau đây sẽ là một món ăn đơn giản nhưng vẫn đặc biệt hấp dẫn. Phi hành tỏi với thịt băm, riêu cua. Thêm vào một chút đậu phộng để tạo vị bùi cho món ăn. Màu vàng nâu đặc trưng của thịt cua đã tạo nên một sức hút riêng cho món cua đồng. Vị ngọt, mềm mại và thơm của riêu cua hòa lẫn với vị béo của bánh đa giòn tan trong miệng. Một món ăn thật sự thú vị, hãy trải nghiệm ngay nếu có dịp nhé! Cách chế biến món ăn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tiếp theo cùng trên kênh HTV7.